Sau đây thì đến với hội thảo dưới góc độ được Chư Tôn Đức giao nhiệm vụ là tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các cái hoạt động trị sự của giáo hội hiện nay, thì cá nhân tôi có đến với hội thảo dưới góc nhìn giáo hội Trúc Lâm dưới sự lãnh đạo đệ nhị tổ Pháp Loan. Thì trước hết tôi xin được trình bày trước hết là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người mà khai sáng cái dòng thiền Trúc Lâm Viên Tử và giáo hội Trúc Lâm, thì đã thực hiện cái sự trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Trước hết là Ngài thực hiện cái sự trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của đất nước khi Ngài nhường ngôi cho Trần Thanh Tông và xuất gia để tu hành trở thành đệ nhất tổ khai sáng giáo hội Trúc Lâm trên cơ sở thống nhất ba thiền phái Tỳ Ni Đa Tu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Lần thứ hai Ngài thực hiện cái sự trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, đó là khi Ngài trao lại cái sự lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm cho Ngài Pháp Loa khi đó còn rất trẻ. Chính cái sức trẻ, trí tuệ, đạo hạnh chân tu của tổ Pháp Loa là nền tảng sức sống cho giáo hội Trúc Lâm phát triển cả về chiều rộng hệ thống tổ chức và chiều sâu tư tưởng giáo lý Phật giáo. Sự nghiệp hoàng dương chính pháp được lan tỏa rộng khắp đại việt. Về đệ nhị tổ Pháp Loa, sinh năm 1284 và viên tịch 1330, là đệ nhị tổ thiền phái Trúc Lâm. Ngài có tên ví Đồng Thiên Cương, quê quán tại thôn Đồng Hòa, Hương Thủy La, huyện Chí Linh, châu Nam Sách, Lộ Lạng Giang, nay là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Và Ngài xuất gia quy với đệ nhất tổ Trúc Lâm Điều Ngự Trần Nhân Tông ngay từ khi mà mới gặp, thì đã được Đức Điều Ngự nhận định hẳn đây là bậc pháp khí, và Ngài đã được trao truyền là y bát và trở thành đệ nhị tổ, trải qua 26 mùa an cư kết hạn và viên tịch vào ngày 3 tháng 3 âm lịch năm Canh Ngọ, niên hiệu khai định thứ hai, họ 47 tuổi. Thì sự phát triển của giáo hội Trúc Lâm ở đây được nhìn nhận dưới các cái phương diện như sau. Thứ nhất là về cải cách công tác tăng sự. Năm 1307, niên hiệu Hưng Long thứ 15, tại Am Núi Ngoại Vân, đệ nhất tổ Điều Ngự Trần Nhân Tông đã trao truyền y bát và viết tâm kệ trao truyền cho Ngài Pháp Loa làm nối dõi truyền thừa Trúc Lâm. Năm 1308, ngày 1 tháng Giêng năm Mậu Thân, niên hiệu Hưng Long thứ 16, tại Cam Lộ Đường chùa Siêu Loạn, nay Gia Lâm, Hà Nội, Đức Vua Phật Hoàng Trúc Lâm đệ nhất tổ Trần Nhân Tông đã trao chức chủ trì chùa Báo Ân cho Ngài Pháp Loa và truyền tâm ấn phong làm đệ nhị tổ Trúc Lâm trước sự chứng kiến của vua Trần Anh Tông, khi đó Ngài mới 25 tuổi. Ngay sau đó, đệ nhị tổ Pháp Loa đã thực hiện cải cách công tác tăng sự để giáo hội Trúc Lâm thực sự có sự thống nhất về mọi mặt, từ cơ sở tự viện, quản lý tăng ni, phương pháp hành trì của ba dòng thiền trước đó là Tỳ Ni Đa Tu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường về chung một mối. Việc đầu tiên mà đệ nhị tổ Pháp Loa tiến hành là thiết lập trụ sở của giáo hội Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm, phủ Lạng Giang, hay còn gọi là chùa Đức La, hay là Yên Dũng Bắc Giang, vào năm 1313, Quý Sỉ niên hiệu Hưng Long 21. Tại đây Ngài đã độ chúng xuất gia và trở thành chư tăng rất đông, đồng thời thực hiện cải cách công tác quản lý tăng sự. Giáo hội Trúc Lâm đứng đầu là đệ nhị tổ Pháp Hoa đã thực hiện sự thống nhất quản lý tăng ni theo sổ bộ tăng tịch, bổ nhiệm trụ trì hơn 100 ngôi chùa và phân công chức sự trong tăng già, bổ nhiệm chức trách đảm đương các phật sự chung trong toàn giáo hội Trúc Lâm. Trong sách Tam Tổ Thực Lục có ghi lại rằng tổ Pháp Hoa đã độ cho hơn 1.000 người xuất gia làm sư tăng. Ngài cũng quy định cứ 3 năm thì tổ chức đại giới đàn độ người xuất gia một lần, mỗi lần tụ giới cho hàng nghìn hành giả xuất gia. Về chùa chiền và cơ sở tự viện của các hệ phái, các sơn môn,
thì cái Galuchi, Vô Môn Thông và Thảo Đường vẫn hành trì theo truyền thống, nhưng về mặt tổ chức thì được Giáo hội Trúc Lâm thống nhất quản lý. Dưới sự lãnh đạo của đệ nhị tổ Pháp Loan, chùa tháp được xây dựng ở khắp nơi theo sử sách ghi lại. Tính đến năm 1329, Ngài Pháp Loan đã trực tiếp xây dựng các ngôi chùa Đại Già Lan như chùa Báo Ân và chùa Quỳnh Lâm, 5 ngọn tháp và 200 tăng xá. Tại chùa Báo Ân vào năm 1314, Ngài Pháp Loan đã cho xây dựng 33 cơ sở gồm cả hùng bảo điện, tàng kinh các, tăng xá. Tại khu Yên Tử, tổ Pháp Loan đã cho xây dựng am Hồ Thiên, Trần Lạc, Yên Mã, Vĩnh Khê, Hạc Lan, vân vân. Đồng thời, Ngài cho trùng tu mở rộng chùa Thanh Mai và chùa Côn Sơn, vân vân. Không chỉ dựng chùa tháp tại vùng Yên Tử, mà Ngài và các đệ tử đã cho xây dựng chùa tháp khắp nơi như tại vùng Hoa Lư, Ninh Bình và vùng Kinh Bắc, vân vân. Ở phương diện thứ hai, Giáo hội Trúc Lâm dưới sự lãnh đạo của đệ nhị tổ Pháp Loan là Hoàng Dương Phật Pháp, giáo dục và đào tạo tăng tài. Hoàng Dương Chính Pháp là di sản nổi bật của Phật giáo Trúc Lâm dưới sự dẫn dắt của đệ nhất tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài đã đi khắp nơi giúp bách tính trăm họ, nhân dân hủy bỏ dâm tà, khuyên dân hành 10 điều thiện với tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm. Nói gương đó, đệ nhị tổ Pháp Loan đã tiếp nối sự nghiệp hoàng truyền Phật Pháp sâu rộng vào trong quần chúng nhân dân của các vị tổ sư tiền bối. Đệ nhị tổ đã tiếp tục khuyến khích phong trào học Phật Pháp lan tỏa rộng khắp đến tất cả các vùng thôn quê, làng xóm thông qua phong trào truyền thụ quy y cho đồng bào, Phật tử và cả hoàng tộc các quan lại trong triều đình. Phật giáo Trúc Lâm phát triển cả ba pháp môn tu tập, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Trong giai đoạn đầu, khuynh hướng thiền định song tu được thịnh hành, pháp môn niệm Phật đã được Ngài Trần Thái Tông và Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đề cao cùng với thực hành thiền định. Niệm Phật được xem như là phương pháp thực hành thiền định và phương pháp vạn lập tâm ý, diệt trừ ác nghiệp, loại bỏ vọng tưởng tâm lý để làm hiện độ bản tính, tức là Phật tính, và Đức Phật A Di Đà là pháp thân, là tự tính. Dưới sự lãnh đạo của đệ nhị tổ Pháp Loan, giáo hội Trúc Lâm rất chú trọng việc giảng dạy kinh điển, phát triển theo khuynh hướng thiền giáo nhất chi. Phong trào học Phật được mở rộng và đại chúng hóa. Có thể nhận thấy các kinh điển đại thừa nói về tâm pháp ứng dụng trong thiền học là những bộ kinh được giảng giải nhiều trong các pháp hội như Kinh Kim Cương, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác và các bộ lục như là Tuyết Độ Ngũ Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngũ Lục, Đại Tuệ Ngũ Lục, vân vân. Ngoài ra, theo sử sách ghi lại, Ngài Pháp Hoa còn thường hay giảng các bộ kinh như Kinh Niết Bàn, Kinh Đăng Già, Kinh Pháp Hoa, nhất là bộ Kinh Hoa Nghiêm. Cũng theo sách Tam Tổ Thực Lục thì vào năm 1306, lần đầu tiên Ngài Pháp Hoa được cử làm chủ giảng tại chùa Siêu Loạn. Đến năm cuối cùng của cuộc đời Ngài là năm 1330, Ngài đã làm chủ giảng 18 hội giảng kinh, trong đó có 9 lần giảng kinh Hoa Nghiêm tại các chùa Siêu Loạn và chùa Quỳnh Lâm, vân vân, thính chúng hàng nghìn người nghe pháp trong pháp hội. Đệ nhị tổ Pháp Hoa đã đặc biệt chú tâm tới sự nghiệp in ấn kinh sách, đặc biệt là sang cấp Đại Tạng Kinh đã để lại di sản cho Phật giáo Việt Nam. Năm 1311, niên hiệu Hưng Long thứ 19, Ngài Pháp Hoa đã phụng chiếu tiếp tục in bộ Đại Tạng Kinh, là Phật sự trọng đại mà đệ nhất tổ Trần Nhân Tông đã giao phó cho Ngài. Ngài Pháp Loan đã ủy thác cho huynh đệ là Thiền sư Bảo Sát cùng các đệ tử của Đức Điều Ngự Trần Nhân Tông trông coi việc khắc in Đại Tạng Kinh. Và Đại Tạng Kinh hoàn thành vào năm 1319. Trong sách Tam Tổ Thực Lục cũng chép rằng vào tháng 12 năm Kỷ Mùi 1319, sư Pháp Loan kêu gọi tăng chúng và cư sĩ trích máu in Đại Tạng Kinh hơn 5.000 quyển để tặng viện Quỳnh Lâm. Năm 1322, Ngài Pháp Loa cho khắc bán in quyển Tứ Phần Luật in đến hơn 5.000 bản. Sau đó, Ngài Pháp Loa đã mời quốc sư Tông Kính ở núi Tiên Du và quốc sư Bảo Pháp ở núi Vũ Đinh đến chùa Siêu Loạn giảng bộ luật này. Ngài Pháp Loa đã biên soạn nhiều các tác phẩm và những khoa sớ phân tích đại ý và bình giảng về các kinh.
chọn ra các bộ kinh phân chia ra làm từng loại và chỉ ra đại ý điểm cốt lõi của kinh. Các chức tác của đề nghị tổ pháp la gồm tham thiền yếu chỉ soạn năm 1322 theo lời yêu cầu của thượng hoàng Trần Minh Tông. Sau đó ngài Trần Minh Tông đã ban hiệu cho ngài pháp loan là Minh Giác, Kim Cương Tràng, Đà La Ni kinh khoa chú, Niết Bàn đại kinh khoa sớ, Pháp Hoa kinh khoa sớ, Lăng Già tứ quyển khoa sớ, Bát Nhã tân kinh khoa sớ, Pháp Sự khoa văn, Độ Môn trợ thành tập, Nhân Vương hộ quốc nghi quỹ. Khoa sớ là sách giáo khoa dùng rộng rãi trong quần chúng Phật tử nhân dân, thúc đẩy phong trào học Phật sâu rộng khắp Đại Việt. Ngoài ra ngài pháp loa còn biên tập Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục và viết bài bản cho bản kinh In Đại Tạng Kinh. Tổ pháp loa theo sử sách ghi lại ít sáng tác thơ và hiện nay còn lại ba bài thơ là Nhập Tục Luyến Thanh Sơn, tức là Vào Cõi Tục Tiếc Non Xanh, Tán Tuệ Trung Thượng Sĩ và bài Kệ Thị Tịch dạy đệ tử trước khi ngài viên tịch. Phương diện thứ ba, giáo hội Trúc Lâm dưới sự lãnh đạo của đệ tử pháp loa là việc tăng cường mối quan hệ thân mật thiết giữa giáo hội và chính quyền. Đệ nhất, tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã trao truyền tâm ấn đặt trọn niềm tin vào đức hạnh trí tuệ sức trẻ của ngài pháp loa phát triển giáo hội Trúc Lâm. Chính vì vậy, ngài pháp loa được giới quý tộc ủng hộ mạnh mẽ, giúp đỡ ngài trong các Phật sự điều hành và thực thi các nhiệm vụ lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm. Vua Trần Anh Tông cung kính vâng theo di chúc của vua cha Trần Nhân Tông đối với sự nghiệp phục đạo tạo đời, phát triển Phật pháp và hết lòng ủng hộ mọi việc hành đạo của đệ nhị tổ pháp loa. Nền kinh tế Phật giáo dưới thời của đức đệ nhị tổ pháp loa rất vững mạnh nhờ sự giúp đỡ của giới quý tộc. Giáo hội Trúc Lâm đã thể hiện sự chủ động về nguồn lực kinh tế phục vụ cho việc xây dựng chùa chiền, in ấn kinh sách, công tác từ thiện xã hội, vân vân. Các chùa có khá nhiều ruộng đất. Vào năm 1308, vua Trần Anh Tông đã cúng 100 mẫu của hoàng tộc cúng cho chùa báo ân. Năm 1312, nhà vua đã xuất vàng bạc của kho riêng, tính ra tiền là 50.000 quan giao cho ngài pháp loa để bố thí cho những người nghèo. Cùng năm ấy, vua Trần Anh Tông lại khiến người thân cúng 500 mẫu ruộng tại niệm Như Trang để pháp loa làm của thường trụ Tam Bảo. Năm 1313, vua Trần Anh Tông theo lời di chiếu của đức điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông lấy những bảo vật thờ tự Tam Bảo tại cung Thánh Từ mà cúng dường vào chùa báo ân, lại cúng dường vật liệu xây dựng cung cấp thờ phu để làm thêm chùa tháp. Cũng năm ấy, bảo Từ Hoàng Thái Hậu cúng vào chùa siêu loại 300 mẫu gia điền. Năm 1315, vua Trần Anh Tông lấy 30 mẫu ruộng của người công nhân quá cố tên là Phạm Thị ban cho pháp loa làm của thường trụ. Tháng 12 năm Đinh Dị 1317, ngài pháp loa sáng lập viện Quỳnh Lâm. Quan Tư Đồ Văn Huệ Vương Trần Quang Triều đã thí chủ cúng 4.000 quan thiền, vân vân. Năm 1318, Hoa Lưu cư sĩ Võ Công cúng 20 mẫu ruộng tại trang trại Hoa Lưu để cùng làm thường trụ cho viện Quỳnh Lâm. Mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền là nhân tố thúc đẩy sự vững mạnh của giáo hội Trúc Lâm. Nhằm tăng cường mối quan hệ này, đệ nhị tổ pháp loa không chỉ tăng trưởng niềm tin cho các tầng lớp vua quan quý tộc qua việc thuyết giảng giáo lý của Đức Phật, mà ngài đã sáng tạo ra phương pháp hành trì tu tập vận dụng giáo lý vào trong quản lý xã hội khi soạn bộ Nhân Vương hộ quốc nghi quỹ dành riêng cho vua thực hành đạo Phật. Có thể nói đây là thể hiện trí tuệ, tài năng và sức trẻ của đệ nhị tổ pháp loa. Về kết luận, từ những phân tích ở trên có thể khẳng định rằng sự ra đời của giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là chủ thể kế thừa, là tinh hoa của giáo hội Trúc Lâm trong lịch sử. Những di sản của đệ nhị tổ pháp loa trong sự nghiệp hoàng truyền chính pháp, điều hành và phát triển giáo hội Trúc Lâm thế kỷ thứ 13 vẫn còn là bài học còn nguyên giá trị, hướng đi cho giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu thời đại ngày nay. Kính bạch sư tôn đức, kính thưa chủ tọa đoàn, thì những dữ liệu lịch sử căn cứ vào các cái tư liệu ghi lại và nhìn nhận dưới các góc độ để cho thấy rằng là di sản mà đệ nhị tổ Pháp Loa để lại cho Phật giáo Việt Nam thì cho đến ngày nay vẫn là ngọn đuốc soi sáng, và hội thảo ngày hôm nay chính là giúp cho giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy những cái giá trị của chư tổ của Phật giáo Trúc Lâm, một trong những dòng thiền đặc sắc của Việt Nam, và có thể nói rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời vào năm 1981 là sự kết tinh, là kế thừa, là đáp ứng cái nguyện vọng hàng nghìn năm của tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam trong lịch sử. Và ngày nay thì giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã vẫn phát huy những cái tinh thần nhập thế đó vào trong hoặc công cuộc hoằng truyền chính pháp, cũng như là phụng sự xã hội, sống tốt đời đẹp đạo. Thì cũng nhân đây thay mặt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong nhiều năm qua đã có những cái quan tâm hết sức là cụ thể cho sự phát triển của Phật giáo tại vùng Non Thiên Yên Tử, và quan tâm tới các hoạt động Phật sự của tăng ni Phật tử giáo ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Cũng xin trân trọng cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội Viện Trần Nhân Tông đã có nhiều những cái hội thảo để có thể nói rằng giúp cho giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cái định hướng phát triển giáo hội dựa trên cái di sản của chư tổ để lại. Và Viện Trần Nhân Tông mặc dù còn trẻ nhưng mà đã có nhiều những cái sự giúp đỡ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam, tạo ra những cái nguồn lực chất lượng cho giáo hội trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp. Cuối cùng xin được kính chúc chư tôn đức pháp thể Kinh An Phật sự Viên Thành, kính chúc các quý vị đại biểu khách quý dồi dào sức khỏe, và chúc cho hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.